Thí xin chào cả nhà, thí chào các anh chị em gần xa thân mến. Rất vui mừng cả nhà trở lại kênh của Thúy. Hôm nay mình chia sẻ mình làm hoa bằng ớt nha cả nhà. Làm hoa chuông bằng ớt rất là đơn giản dễ làm. Mà cả nhà cùng Thúy chuẩn bị mình làm hoa bằng ớt sừng với dăm bông, đơn giản dễ làm, ngon cho bàn tiệc của mình nha cả nhà. Mình sẽ trang trí ớt thành bông hoa với lại một cái hoa chuông thiệt đẹp luôn nha cả nhà. Mình làm cái chùm hoa chuông thiệt đẹp luôn mà làm bằng dăm bông nha cả nhà. Đó, bây giờ Thí sẽ trang trí cái hoa chuông này, cái ớt này, bông này vô thành cái hoa chuông rồi thành một chùm hoa. Dưa leo thì Thí làm lá nha cả nhà. Đó, bây giờ Thí sẽ đầu tiên thì Thí sẽ cắt lá trước đi ha. Cắt lá dưa leo trước đi cả nhà, cắt lát dưa leo trước ha, rồi xong rồi mình sẽ làm cái hoa. Cái hoa thì nó cũng rất là đơn giản, trái dưa leo này nó không đẹp, nó sọc sọc, nó không đẹp nè. Giờ mình cắt lá, lá hoa này cắt dài ha, cắt lá này thì nó hơi dài. Đó, mình cắt nó như vậy nè, đó mình lạng cho nó bầu bầu vậy đó. Xong đây mình sẽ lạng cho nó dài nữa nè. Đó, lạng cho nó su su thôi ha. Nó vậy đó cả nhà. Nè mình cắt lá vậy nè. Đó xong rồi đó, cắt 3 bông lá. Cái này mình sẽ bỏ bớt đi, tranh thủ con mình ngủ mình đi làm cả nhà. Chứ nó quậy lắm cả nhà ơi. Cả nhà giờ mình thấy không làm được gì luôn, nó quậy quá trời quá đất. Con trai nó quậy lắm luôn. Đó bây giờ mình sẽ cắt nè. Đó, cả nhà thấy mình cắt cái lá đơn giản luôn không? Dễ lắm. Cái lá mình cắt rất là dễ, mình muốn cắt là rất là dễ luôn. Đó, mình cho nó hơi xéo xéo vậy nè. Nó sẽ thành cái lá nè. Chỗ nào nó không được ấy nữa mình sẽ xẻ nó lại với miếng nữa vậy đó. Đó cả nhà ha. Cái hoa thì nó hơi dài dài, mình cho cái lá nó dài dài. Đó. Rồi xong 3 lá rồi ha. Giờ thì sẽ cắt tiếp tục lá bên đây nè. Đó mình được bóng lá cả nhà, giờ mình sẽ cắt xéo nó nè. Cắt để mình làm cái khía cái lá. Cái lá này nó có cái khía nha. Lá hoa này nó có cái khía nên mình tạo cái khía cho nó. Đó. Mình cắt vậy á, mình sẽ làm cái khía hoa nó. Rồi nó cả nhà, nó có cái khía vậy á, mình sẽ cắt nó vậy đó cả nhà. Giờ nó không bén nè ha. Đó cả nhà, mình xong một cái lá nữa cả nhà ha. Mình sẽ dập nó xuống đây rồi mình làm nè, làm nó dễ nè. Cắt phía bên đây nè, nó dễ nè. Đó. Đó vậy á. Cả nhà thấy không? Vậy đó mình làm vậy á. Mình sẽ cắt phía bên đây. Bên này hơi thuận không thuận với Thí, thấy hơi khó làm một chút, từ từ thôi. Thí lấy bên đây Thí làm đi, Thí làm tay trái nó không thuận. Lấy ớt đu mình lấy phô dăm bông mình làm cái hoa nha cả nhà, làm cái ruột hoa đó, làm cái nhị hoa, cái nở đó, cái hoa nở đó. Đó mình sẽ lấy cái dăm bông mình làm ăn dăm bông mà, rồi mình lấy mình làm hoa luôn. Làm bằng cái dao như vậy á nên nó không có bén lắm đó, cắt hơi khó đó. Mình cắt bằng tỉa hoa nè, cả nhà thấy không, nó đứt nè, nó đứt nó thành hoa nè. Đó mình cắt dăm bông, mình sẽ để dăm bông vô, giờ mình gắn dăm bông vô ha. Nó có 4 hoa mình gắn dăm bông vô, bây giờ mình cắt dăm bông ha cả nhà ha. Mình cắt một cái dăm bông lên, mình coi chừng nó rách nha cả nhà, nó rách là nó không ấy nha, nó rách là nó sẽ khó làm. Giờ mình sẽ lấy dăm bông nè, lấy từng khía cạnh này, mình cắt cho nó đứt dăm bông luôn. Đáng lẽ là mua dăm bông xúc xích á, mà Thí không có đi chợ nên Thí không có mua. Mình chỉ lấy em bông này thôi,
xi măng một tay vô nha cả nhà, để dăm bông nó chưa. Đó giờ cả nhà thấy cái miếng dăm bông của mình nhiêu đó ha. Mình cắt như vậy nè. Đó mình cắt như vậy để mình lấy mình làm hoa nè cả nhà. Rồi mình cho quấn nó lại cả nhà ha. Quấn nó lại nè, quấn lại như cái quặng vậy đó. Đó mình quấn nó lại như cái quặng để cho nó thành hoa. Đó cả nhà ha. Đó nó thành hoa nó vô. Rồi chết của mình rồi. Mình cho bỏ nó vô chết nè. Đó. Mình khều cái ớt ra hết đi. Khều cái bột ớt ra hết đi, mình cắt cái bột ớt ra hết rồi mình mới bỏ nó vô được. Trời chút ăn cay tới đáy rồi nha cả nhà. Cái chết bà luôn á. Đó cả nhà thấy không? Rồi mình xong mình có một cái hoa ha cả nhà ha. Đó cái này thì mình không cần cắt ra đâu cả nhà, bây giờ mình để gì? Mình bẻ nó lên gì? Bẻ lên gì mình sẽ làm gì? Làm gì mình cuốn nó vô nó thành cái hoa thôi. Đó. Không cần cắt nữa ha cả nhà. Hồi nãy mình cắt bây giờ mình không thèm cắt nữa. Đó mình để vậy nè, nó thành cái hoa nè ha. Ừ. Trong. Đó bây giờ mình bỏ vô mình trang trí cái cây nha cả nhà. Trang trí lá cây của nó. Đó mình được 5 cái hoa rồi ha. 5 cái hoa rồi, bây giờ mình sẽ làm. Ở nhà thì lửa chết bự quá. Chết chanh nó bự quá luôn. Giờ mình sẽ để hoa mình vô. Chùm hoa bự luôn, cổng lộ luôn. Hết đó à. Cái đầu làm nữa. Đó cả nhà thấy không? Mình để hoa lá vô. Xong cả nhà mình kiếm mình cắt cái gì cái giữa nha cả nhà. Đó cả nhà thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ làm một cái lá cây cho nó, hai cái lá cây xuống đây nữa nha cả nhà. Cho nó đủ. Đó bây giờ mình để qua đây. Mình làm thêm hai lá cây nữa mới đủ. Cái hoa chuông mình xong rồi cả nhà ơi, nãy giờ Thí với cả nhà cùng nhau để làm cái hoa chuông bằng ớt dăm bông rất là đẹp, dễ thương và ngon nữa nha cả nhà. Thí cũng đã chia sẻ mình làm hoa chuông đơn giản dễ làm bằng dăm bông với ớt chừng. Xong rồi Thí xin tạm biệt cả nhà video này nha. Cả nhà xem video ủng hộ đăng ký kênh và like share cho Thí với nha cả nhà. Thí mới làm kênh này. Cảm ơn cả nhà nhiều, chúc cả nhà nhiều sức khỏe.